Vâng, thưa quý vị, nhắc đến mảnh đất Sài Gòn thân thương hoa lệ thì sẽ không thể không nhắc tới những cánh hàng rong, những quán nhậu xuyên đêm đã làm nên sự tấp nập nhộn nhịp của thành phố. Thế nhưng dịch bệnh COVID-19 bủa vây đã khiến cho những người lao động bị tổn thương hơn bao giờ hết, đặc biệt là những người lao động nghèo. Vâng, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư tại thành phố Hồ Chí Minh thì đã khiến cho mọi thứ dần như rơi vào khoảng lặng. Và thực sự cá nhân tôi thì rất là cảm thông với những người lao động nghèo, bởi chính họ cũng chưa bao giờ cảm thấy rơi vào trạng thái bị tổn thương đến như vậy. Các lệnh giãn cách, hạn chế tập trung khiến cho công cuộc mưu sinh của những người buôn gánh bán bưng vốn đã vất vả nay lại càng khó khăn hơn. Và ngay sau đây hãy cùng phóng viên của Nông thôn Chuyển động tìm hiểu những tâm sự của họ trong những ngày mưu sinh vất vả giữa đại dịch. Hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dừa, trứng cút lộn, bắp xào đi. Mỗi ngày, chị Nguyễn Thị Thảo ngụ ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh phải đẩy chiếc xe hàng của mình rong ruổi khắp các con phố ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh để bán. Công việc về đêm này đã gắn bó với chị hơn 10 năm nay. Thế nhưng, chưa bao giờ việc buôn bán lại gặp khó khăn đến như thế. Dịch COVID-19 ập đến, xe hàng rong của chị ngoài những gói bánh kẹo, thì nay lại phải chất chứa thêm một mớ nỗi lo. Từ hôm đầu dịch tới giờ là bán chậm lắm, chưa bán đủ kiếm cơm qua ngày vậy thôi, còn dư thì không có dư bao nhiêu. Không riêng chị Thảo, buôn bán ế ẩm là nỗi niềm chung của hàng ngàn người bán hàng rong khắp thành phố Hồ Chí Minh. Xe bắp luộc của chị Phạm Thị Thanh Thanh vốn nằm ở khúc đường đông đúc sinh viên qua lại. Thế nhưng, từ khi bùng dịch đến nay, sinh viên về quê nên quầy hàng cũng ít người mua. Ngồi đợi từ chiều đến chập tối cũng chỉ vài ba khách tấp vào. Dịch này người ta cũng về quê hết á, thì gọi là bán được lai dai, lúc được lúc không. Mình cũng sợ, nhưng mà phải lo cho hai đứa con nên thôi mình ráng mình đi được. Mình đi được buổi nào thì hay buổi đó. Sài Gòn luôn được biết đến với sự ồn ào, náo nhiệt. Thế nhưng thời điểm này, thành phố lại khoác lên mình chiếc áo trầm ngâm. Những ngọn đèn leo lắt trong đêm Sài Gòn, cũng như những lao động nghèo phải vất vả mưu sinh, gồng mình dưới đại dịch để có thể trang trải cho gia đình, người thân. Ít người mua lắm con. Thì thỉnh thoảng lâu lâu em mua 1 tờ, 2 tờ, do có mua như ngày xưa. Trước kia bán được, mà đây từ dịch tới đây thì khổ lắm. Sài Gòn về khuya càng trở nên vắng vẻ và những gánh hàng rong lại càng bơ vơ. Có thế mới thấy, dù cho Sài Gòn có xô bồ hay tĩnh lặng, thì vẫn có những hoàn cảnh thao thức trong đêm để mưu sinh. Đối với họ, dù dịch bệnh có nguy hiểm và sẵn sàng chờ trực, thế nhưng nỗi lo về cơm áo lại nặng hơn, khiến họ buộc phải lao ra đường mưu sinh. Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Hồ Chí Minh, chỉ trong tháng 5 thì trung tâm này đã tiếp nhận hơn 15.500 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đây là số thống kê thất nghiệp của nhóm lao động chính thức có giao kết hợp đồng lao động. Còn nếu như tính số lượng những người lao động tự do thì con số này còn lên tới hơn 230.000 người, quả là rất là lớn đúng không ạ? Vâng, và mới đây thì Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đã thông qua gói hỗ trợ lên tới 886 tỷ đồng cho người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo đó thì mỗi người lao động mất việc được hỗ trợ 1,8 triệu đồng một người, hỗ trợ một lần và không cần làm thủ tục gì khác. Riêng đối với người lao động tự do thì là đối người lao động cũng không phải làm thủ tục gì cả. Ngoài một số lĩnh vực sẽ do chủ sử dụng lao động thống kê, thì danh sách cụ thể người lao động tự do sẽ do ấp, khu phố, tổ dân phố, tổ nhân dân lập theo mẫu. Sau đó thì Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn rà soát, xét duyệt và niêm yết danh sách công khai người lao động đủ điều kiện để hưởng hỗ trợ. Và bên cạnh sự hỗ trợ vào cuộc của hệ thống chính quyền thì vẫn còn rất là nhiều những cá nhân, tổ chức từ thiện sẵn sàng đóng góp công sức vào những người yếu thế để có thể là giúp họ vượt qua thời kỳ giai đoạn khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19. Với tinh thần chung tay, không để ai bị bỏ lại phía sau, đã có rất nhiều tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ mọi người, từng chai nước và từng ký gạo. Trong những ngày qua thì tôi cũng đã theo dõi tin tức rất là nhiều từ Sài Gòn và có gia đình thì còn bán cả ô tô để giúp đỡ đồng bào vượt qua đại dịch. Và có những người thì từ nước ngoài xa lạ, thế nhưng sống một thời gian dài ở Việt Nam, nơi mà đất hóa tâm hồn, cũng đã góp sức nấu cơm ủng hộ người dân Sài Gòn những suất cơm miễn phí. Và mới đây nhất là một bếp ăn của một gia đình ở mảnh đất này cùng chung tay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch. Từ sáng sớm, các thành viên này đã cùng nhau tụ họp lại sơ chế rau củ quả
để chuẩn bị những suất ăn miễn phí hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Được biết, đây là bếp ăn của gia đình anh Huỳnh Quang Khải, gồm cô dì chú bác, anh chị em, được phân chia nhiệm vụ đầu đó rõ ràng, người sơ chế, người chế biến và người chuẩn bị các phần ăn. Mình cảm thấy mình vui vì mình được làm từ thiện. Mình cảm thấy vui vì điều đó. Ví dụ hơn ngày hôm kia lúc mà mình mở quán cơm đó thì mình có hỏi mẹ là mẹ ơi, con mở quán cơm không đồng mẹ nấu nha. Kể cả dòng họ, bà con dòng họ mình cũng vậy, kể cả cậu mợ này kia nữa, ai cũng cảm thấy vui vì điều đó. Thấy là mình chia sẻ đi cái gì, chia sẻ đi thì cũng thấy rằng là mình rất là vui, rất là phấn khởi. Là gia đình có truyền thống làm từ thiện, nên ngay khi bếp ăn được thành lập, gia đình bà Trang đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ người thân thiết hoặc bà con láng giềng, người bạn đồng nghiệp. Người góp của, người góp công, cứ như vậy, bếp ăn của gia đình bà Trang không những đầy ắp lương thực mà còn rộn ràng với nhiều đầu bếp tham gia. Khi mà thấy những người lao động nghèo á, người ta nhận được cái suất cơm á, thứ nhất là họ cảm thấy họ rất là xúc động. Họ cảm thấy phải nói là giống như giúp cho họ được một bữa cơm á, biết ơn rất là nhiều. Và điều đó chúng tôi làm được một phần thì thấy những người đó, cho đến những người đó thì chúng tôi cũng cảm thấy rất là hạnh phúc về cái điều đó. Đúng 10 giờ 30 phút hàng ngày, các suất ăn được đóng gói hoàn chỉnh và đưa đến tận tay những người cần. Với suất ăn này, người cho đi thì hạnh phúc khi nhìn thấy thành quả lao động của mình có thể giúp đỡ được mọi người. Còn người khi nhận được thì không khỏi giấu được sự xúc động bởi tinh thần tương thân tương ái. Không chỉ giúp người lao động nghèo, các bạn trẻ còn dành những suất ăn gửi đến các khu bị phong tỏa, cách ly để tiếp tế lương thực cho người dân đang thực hiện phòng chống dịch bệnh. Vâng, đó là những câu chuyện xúc động tại tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh. Và ngay sau đây, Nông thôn Chuyển động sẽ tiếp tục với Cẩm nang sức khỏe với những dấu hiệu nhận biết các triệu chứng bất thường liên quan tới giới tính ở các bé gái. Hãy cùng đến với Cẩm nang sức khỏe. Thưa quý vị, mới đây thì một bệnh nhi nữ 37 ngày tuổi thế nhưng lại bị nam hóa bởi có bộ phận sinh dục nam. Bệnh nhi này đi khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An với triệu chứng là không tăng trưởng sau một tháng chào đời, thậm chí còn sụt cân so với lúc sinh từ 3,6kg xuống chỉ còn 3,4kg và kèm theo nôn mửa rất là nhiều. Vâng, và điều đặc biệt là gia đình cũng nhận ra sự bất thường ở bộ phận sinh dục của con mình. Bé thì có dương vật nhưng không có tinh hoàn. Khi vào viện thì các bác sĩ hội chẩn với Bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán bé mắc bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh. Phân tích nhiễm sắc thể thì bệnh nhi có bộ nhiễm sắc thể là 46XX. Điều này có nghĩa bé thực chất là gái nhưng bộ phận sinh dục ngoài lại phát triển giống như là con trai vậy. Vâng, rõ ràng đây là một căn bệnh rất là hiếm gặp, thế nhưng bất cứ ai cũng có xác suất gặp phải và đặc biệt là ở các bệnh nhi. Vậy bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh là như thế nào và cách nhận biết căn bệnh này ra sao? Chúng tôi xin được mời quý vị sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục Cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay. Trong bệnh này, người ta phân biệt hai thời kỳ mắc bệnh là thể bào thai và thể mắc bệnh sau khi sinh. Mặt khác, dựa vào biểu hiện chính, người ta lại phân biệt 3 thể bệnh là thể nam hóa ở bé gái, thể mất muối và thể tăng huyết áp. Thể nam hóa ở bé gái hay gặp nhất chiếm tỷ lệ 60% các ca bệnh. Trường hợp thứ nhất, bệnh gây tăng tiết androgen trước khi phát triển hoàn chỉnh cơ quan sinh dục nên dẫn đến phát triển cơ quan sinh dục kiểu giả ái nam ái nữ. Biểu hiện trên cơ thể, âm vật phì đại giống như dương vật, môi lớn, môi bé to, âm đạo, tử cung không phát triển. Trường hợp thứ hai, tăng tiết androgen sau khi đã áp biệt hóa các cơ quan sinh dục và các ống sinh dục. Ở bé gái bị bệnh lúc này chỉ thấy phì đại âm vật. Trường hợp thứ ba, tăng tiết androgen sau khi sinh. Ở bé gái sơ sinh, cơ quan sinh dục phát triển bình thường, nhưng về sau cơ quan sinh dục bị biến đổi, tùy thuộc vào tình trạng rối loạn chức năng vỏ thượng thận. Vì vậy, trên lâm sàng có thể có các triệu chứng trẻ mọc lông sớm theo kiểu đàn ông, âm vật phì đại, tử cung, tuyến vú không phát triển, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt hoặc vô sinh. Ở bé trai sau khi sinh, rối loạn phát triển sinh dục với các biểu hiện phát triển sớm các triệu chứng sinh dục thứ phát, dương vật to, tuyến tiền liệt to nhưng tinh hoàn không phát triển và không có hiện tượng tạo tinh trùng. Trẻ sớm có ham muốn sinh dục, cường dương, trường hợp bệnh xảy ra trong thời kỳ dậy thì, thường có tăng huyết áp. Thể mất muối, ít gặp, chiếm 30-33% trường hợp. Thường phát hiện ra bệnh ngay thời kỳ trẻ sơ sinh,
hoặc 1 năm tuổi và hay gặp ở trẻ nam. Bệnh nhi thường có các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như ợ, nôn, đi tiểu lỏng, gầy yếu, huyết áp thấp, rối loạn chuyển hóa nước, điện giải, thường có những cơn co giật, tím tái, mất nước, tăng kali huyết, có thể gây tử vong. Thể tăng huyết áp hiếm gặp, chỉ có khoảng 7% số ca bệnh. Trẻ bị bệnh có biểu hiện cùng với các triệu chứng nam hóa ở trẻ nữ và phát dục sớm ở trẻ nam. Còn kèm theo tăng huyết áp sớm, có các biến chứng ở thận, đáy mắt, tim bị phì đại thất trái. Thưa quý vị, nếu chúng ta phát hiện bệnh sớm, điều trị đúng và kịp thời thì bệnh nhân vẫn phát triển sinh dục trở lại bình thường. Ngược lại, nếu như việc chẩn đoán được bệnh muộn và điều trị muộn thì tuy bệnh nhân có thể phát triển sinh dục bình thường nhưng triệu chứng rậm lông thì vẫn còn và bệnh nhân vẫn bị lùn, vẫn còn các biến chứng của tăng huyết áp đấy ạ. Vâng, và trong trường hợp mà là bệnh nhân không được phát hiện, không được điều trị thì có thể bị suy vỏ thượng thận cấp, đặc biệt là khi có nhiễm khuẩn, nhiễm độc, chấn thương. Bệnh nhân có thể tử vong đột ngột do trụy mạch nặng, mất nước do tăng kali huyết.